Trên đỉnh núi này có một tảng đá được gọi là đá chuông. Trong lúc mình luồn rừng tìm cây thuốc thì vô tình mình gặp được nó. Mình thấy lạ quá cho nên mình chia sẻ đến các bạn luôn. Nếu như có bạn nào mà am hiểu về cái vấn đề này á thì hãy cho mình một lời giải thích nha. Mình xin cảm ơn. Cổ mấy anh đây kìa. Trên trên đầu hồi nãy nó kêu vô lắm. Cái giờ kêu bằng đá chuông hả? Đá chuông. Đâu gõ? Ờ, người ta nói kêu thanh dữ rồi. Đâu gõ cột sau lưng coi. Gõ cột sau lưng coi. Thôi, gì đó được rồi. Được rồi.